Mẹ ơi, con bận lắm, làm gì có thời gian mà tìm vợ. Khi nào con rảnh, con sẽ yêu sau. Mà bây giờ, có cô nào lao vào con cứ luôn cho rảnh nợ. Khổ quá. Này. Tôi là An, năm nay 25 tuổi. Chưa có nhà, chưa có xe, nhưng tôi có công việc ổn định. Đợi tôi nói hết đã, rồi anh giới thiệu sau. Tôi có công việc văn phòng ổn định, lương tháng 10 triệu, đủ ăn đủ tiêu. Tự độc lập về kinh tế, không cần anh phải nuôi. Nếu anh cảm thấy ok thì chúng ta kết hôn. Còn chưa kịp đi tìm thì đã có người đến tận nơi rơi mỡ vào miệng mèo. Thôi thì đúng là số định rồi. Ok, tôi cũng đang rảnh, đi đăng ký kết hôn luôn. Sao thế, hối hận à? Có gì mà phải hối hận chứ, chỉ là cưới thôi mà, cưới ai mà chẳng được. Có nhầm lẫn gì à? Sao anh lại tên là Dương? Đúng rồi, tôi tên là Dương mà. Nhưng mà người tôi đi xem mắt tên là Tuấn cơ mà. Vì em nhận nhầm người chứ sao? Khi nãy tôi đang định nói rồi, nhưng mà em ngắt lời tôi còn gì. Trời đất, phải làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa, chính em đề xuất cưới còn gì. Giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, gạo đã nấu thành cơm rồi, thì còn nghĩ ngợi gì nữa, đúng không vậy yêu? Giám đốc của em qua đây làm gì thế ạ? Giám đốc Chỉ đích danh, cô là thư ký riêng cho giám đốc. Thích nhá, làm cho tốt nghe chưa? Giám đốc á? À, cô mới vào làm mấy tháng nên có thể chưa biết mặt giám đốc. Tôi giới thiệu luôn nhá, đây là anh Dương, giám đốc công ty chúng ta. Em ngồi nghỉ đi, không cần phải làm nữa đâu. Ngồi yên ở đây, đợi anh một chút nhé. Chắc em đến ngày đúng không? Uống thuốc này đi, sẽ đỡ hơn đấy. Còn có cả nước ấm nữa này. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Anh là chồng của em, đương nhiên anh phải chăm sóc cho em rồi. An, anh họ, hai người quen nhau à? Không chỉ là quen nhau đâu, để anh giới thiệu luôn nhé. Đây là An, vợ của anh. An, anh Dương. An là vợ của anh Dương á? Chồng ơi, em chợt nhớ ra là em có việc gấp, hay là chúng ta đi luôn đi. Em sao thế? Vẫn không dám gặp Phương Anh à? Hai người đã chia tay được 5 năm rồi còn gì. Sao anh lại biết? Anh là anh họ của nó, sao anh lại không biết được? Anh, chẳng lẽ ngay từ đầu chúng ta gặp nhau ở quán cà phê, anh đã nhận ra em, tại sao anh lại cưới em? Đừng có làm như vô tội. Anh nhắc lại nhá, chính em là người đã nói muốn cưới anh đấy. Anh Dương, em có chút chuyện muốn nói với An. Trước đây em đã nhận nhầm một lần, nhưng lần này em chọn đúng rồi mà. An lấy anh Dương thật à? Chỉ là vô tình thôi, tôi không biết hai người là họ hàng. Trước đây... Quá khứ đã là quá khứ rồi, chuyện ngày xưa cậu không cần nhắc lại nữa. An, cậu biết hôm đó tôi đã đợi cậu bao lâu không? Cậu bảo là chúng ta cùng đi du học mà. Tại vì sao hôm đấy cậu không đến, cũng không cho tôi một lời giải thích, là sao? Sau hôm đó, tôi gọi điện cho cậu, nhưng cậu không chịu nghe máy. Thì cậu bảo tôi phải giải thích kiểu gì. Tôi cảm thấy giữa chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Xin cậu hãy nhớ kỹ, tôi đã lấy anh họ của cậu rồi. Giờ tôi là chị dâu của cậu, đừng có mà đụng chạm linh tinh.
Alo, có chuyện gì thế vậy? Em đang ở đâu? Em ở đó, anh đến ngay. Vợ tôi đang say rượu, tôi cần đến đón cô ấy, ngày mai bàn sau nhé. Giám đốc lấy vợ lúc nào vậy nhỉ? Anh đến rồi à? Anh có biết không? Cậu ta trách tôi không đến, nhưng cậu ta đâu biết ngày hôm đó công ty của bố tôi phá sản. Tôi gọi điện cậu ta cũng không nghe máy. Cậu ta về nước cũng không đến tìm tôi. Là cậu ta buông tay tôi trước mà. Anh biết hết mà. Ở trong nhà tôi. Em quên à? Hôm qua em gọi tôi đến. Hơn nữa em còn rất chủ động đấy. Không thể nào như thế được. Thôi, anh đùa đấy. Đây, thuốc giải rượu đây. Em uống đi. Xong anh đưa em đi ăn sáng. Nhìn yêu có đẹp không? Muốn đuổi theo thì cứ đuổi theo đi. Sau lần này anh sẽ không cho phép em đuổi theo nó nữa đâu. Không cần đâu. Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Chả hiểu sao mình lại muốn nấu cơm trưa đem đến văn phòng cho anh ta chứ. Chắc là vì muốn cảm ơn anh ta hôm qua chăm sóc mình. Đúng, chỉ vậy thôi. Xin lỗi ạ. Không sao đâu. Lần sau đi cẩn thận nhé. An! Sao nhìn thấy anh ta thân thiết với người con gái khác mình lại thấy đau lòng quá. Chẳng lẽ mình thích anh ta rồi sao? An! Sao em lại đến công ty? Anh bảo em mệt thì cứ ở nhà nghỉ đi cơ mà. Em định đem cơm qua đưa cho anh, không ngờ lại nhìn thấy cảnh anh tình tứ với người khác. Em ghen đấy à? Tại sao em phải ghen? Em không cần phải ghen đâu. Anh đã yêu em được 20 năm rồi đấy. Nếu mà anh có thể thích người khác á, thì anh thích lâu rồi. 20 năm á? Em còn nhớ chiếc vòng này không? Hồi nhỏ em tặng anh. Anh vẫn luôn mang theo bên mình đấy. Anh chính là cậu bé hàng xóm. Hồi nhỏ em vẫn hay chơi cùng sao? Đúng vậy. Nhưng sau này em lại tưởng Phương Anh là cậu bé đó, nên em đã quyết định yêu nó. Em có biết khi nhìn thấy em và nó yêu nhau, anh đau lòng như thế nào không? Thế nhưng lúc em đứng trước mặt anh đòi cưới thì anh đã tha thứ cho em luôn rồi. Lần này em tự nhảy vào trong. Anh sẽ không để em nhầm lẫn thêm một lần nào nữa đâu.